phút bóc lửa để chúc phúc cho Nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Về đây người ơi, quê tôi Hà Tĩnh, bão lũ quá rồi, mây trắng lững lờ trôi, theo dòng Lam Thiên xuôi về điều vì đó đưa chan chứa cả quê mình. Về đây hỡi người quê tôi Hà Tĩnh, 99 ngọn núi hồng sừng sừng tiếng thông reo. Tiên điên ơi, câu kêu ai oan, nguyện dù nặng lòng sẽ nát vàng làn môi. Thương nhớ một đời miền quê tôi cổ đàng, vầng trăng không cây thông già ngất ngưỡng. Công chữ ơi, một đời gieo hạt điều cá trù vương mãi một hồn quê. Hà Tĩnh ơi, Hà Tĩnh ơi, bát nước chè xanh đậm tình chan chứa, câu dân ca đi qua đàn lửa mà người ơi muối mặn gừng cay. Đời miền quê tôi Hà Tĩnh, biển quê ta tăm mát giữa trưa hè. Trần Phú ơi, hồn anh thi tiến đồng lòng ơi, người hồn thiên sông núi đất nước thanh bình vui hát khải hoàn ca. Hà Tĩnh ơi, Hà Tĩnh đất thanh bình. Hà Tĩnh ơi, bài hát khúc tâm tình. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, sự góp mặt của toàn thể quý vị khách quý giờ phút này là nhân vật nóng trọng, và đặc biệt là niềm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết giờ phút này thì tất cả quý vị khách quý và đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta đã chọn cho nhau một người một bài hát với những thông điệp của mình để cùng chúc phúc cho Đê Nương hay chưa? Về đây hỡi người quê tôi Hà Tĩnh, 99 ngọn núi hồng sừng sừng tiếng thông reo. Tiên điên ơi, câu kêu ai oan, nguyện dù nặng lòng sẽ nát vàng lòng môi. Thương như một đời miền quê tôi cũ, vầng trăng không cây thông già ngất ngưỡng. Công chữ ơi, một đời gieo hạt điều cá trù vương mãi một hồn quê. Hà Tĩnh ơi, Hà Tĩnh ơi, bát nước chè xanh đậm tình chan chứa, dân ca đi qua đàn lửa mà người ơi vui mặn cương cay nặng tình. Thương như một đời miền quê tôi Hà Tĩnh, biển quê ta trăng xóa giữa trưa hè. Trần Phú ơi, hồn anh đi tiến đồng lòng ơi, người hồn thiêng sông núi đất nước thanh bình vui hát khải hoàn ca. Hà Tĩnh thành tỉ
Hoàn Linh cho một tràng tay được không ạ? Cảm ơn Cả Làng rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, liên tục chương trình để cháy lên ngọn lửa để chúc phúc cho đời đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Giây phút đồng này này, xin mời tất cả quý vị và các bạn trẻ chúng ta sẽ gặp gỡ và làm quen với tiếng hát của anh Xuân Bắc. Xin mời tất cả quý vị và các bạn trẻ chúng ta cùng nghe. Không biết Xuân Bắc đang ngồi vị trí nào, được biết là một người bạn rất là thân của Hoàng Ngại trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị và các trẻ chúng ta hãy nụ một tràng tay đặt nồng nhiệt để dành tặng cho anh được không quý vị?